Trung tâm điện máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Hôm nay thì trong một cái buổi video này, bên em sẽ review giới thiệu chi tiết tới các bác nhà mình mẫu sản phẩm máy khoan pin Hitachi, máy bu lông 2 trong 1 chạy động cơ không chổi than, pin châu 10 cell. Đối với 10 bác khách hàng đầu tiên, khi các bác là những người đầu tiên may mắn cập nhật được cái video này của bên em, các bác đặt hàng thì bên em hôm nay sẽ có chương trình tặng quà cho 10 bác khách hàng đầu tiên. Nên là bác nào đang có nhu cầu về cái sản phẩm này thì các bác hãy nhanh tay để lại số điện thoại. Em sẽ trực tiếp alo và tư vấn cụ thể cho các bác. Hoặc các bác liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc 0989458200 nhé. Em sẽ giới thiệu chi tiết và đầy đủ trọn bộ cái sản phẩm này. Đây là máy Hitachi bu lông 2 trong 1. Thân máy thì là chạy động cơ không chổi than nha các bác. Đây là đầu bu lông, các bác sẽ lắp được khẩu bu lông 1/2 và có lỗ lục ra ở giữa để cho các bác cắm được đầu tô vít bán ốc vít luôn. 2 trong 1 chuyên ốc vít và bu lông, không cần sử dụng qua đầu chuyển. Cái nút màu đỏ này nó là cái nút đảo chiều đây. Và một bộ sản phẩm này thì các bác sẽ có một thân máy này, hai quả pin nhá. Pin này là pin 10 cell. Đấy, em sẽ lắp máy chạy thử để cho các bác cùng tham khảo về tốc độ vòng quay của máy nhé. Máy chạy rất là êm luôn. Các bác có đèn báo pin ở đây này. Và các bác điều chỉnh được hai nút chế độ nhé. Đây là nút nhẹ nhé. Đây là nút mạnh. Và khi mà các bác đảo chiều máy qua thì nó sẽ có một cái chế độ tự ngắt. Khi mà xuất hiện cái đèn tròn ở góc này này thì các bác bấm máy chạy nó lại nghỉ. Máy chạy nó lại nghỉ. Đây là cái chế độ tự ngắt để tránh bị đứt ốc nhé. Cái con máy này nó có một cái ưu điểm rất là ok. Nhiều bác sử dụng mà không quen thì khi máy đang ở cái chế độ này thì các bác bảo là máy lỗi, là không phải đâu ạ. Các bác muốn chạy liên tục thì các bác điều chỉnh ở cái nút màu đỏ này cho nó tắt cái đèn tròn màu xanh ở đây đi. Thế là máy sẽ lại chạy liên tục nhá. Về cái mẫu Hitachi này thì nó chạy rất là êm và rất là lành tính. Bên em bán rất là nhiều rồi, cung cấp ra thị trường cái số lượng rất là nhiều, nhưng mà cái xác suất mà bảo hành ấy gần như là không có. Đồ điện tử thì cũng không nói trước được. Nói là không có bảo hành thì cũng không phải là đúng, nhưng mà gần như là không có nha các bác. Đấy, cái mẫu này nó chạy rất là lành tính, nó rất là ít trục trặc và cái độ bền nó thì cũng rất là cao. Một cái bộ sản phẩm này thì em sẽ gửi tới tay cho các bác là có một thân máy này, hai pin nhá. Một pin em lắp với máy đây và một pin dự phòng ở bên ngoài như thế này. Sạc đi theo máy là sạc bàn, sạc nhanh 3 chân như này. Phụ kiện đi kèm cho các bác là sẽ có một cái dây đeo máy này và một khẩu mỏ bu lông 22. Đối với 10 bác khách hàng đầu tiên khi mà các bác đặt cái sản phẩm này, bên em sẽ gửi cho các bác một cái phần quà. Đó là có bao gồm một chiếc mũi khoan đa năng xuất nhập đầu bốn cạnh chuôi lục giác và một cái đầu chuyển từ vít. Đấy, chuyển từ máy bu lông sang chuyên vít như này. Đối với cái mũi khoan đa năng này nhá, các bác có thể là cắm trực tiếp vào đây. Vì là máy này là nó có lỗ lục giác ở giữa. Các bác cắm trực tiếp vào đây, các bác có thể là khoan tường luôn. Có cái chiếc mũi khoan đa năng này các bác có thể là sử dụng để khoan tường, khoan gạch, khoan đá. Đấy, còn đây là cái đầu chuyển vít. Đầu chuyển vít thì các bác lắp trực tiếp vào đây. Đấy, nó sẽ ra cái đầu gài để các bác giữ vít cho nó chắc lịch, không bao giờ lo bị rơi vít. Đấy, còn nếu các bác không dùng đầu chuyển thì các bác cắm vít trực tiếp vào đây thì nó sẽ có lâm khuôn vít nhé. Cái phần quà này bên em chỉ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên thôi. Đấy, cho nên là khi mà nhiều bác mua ở cái video khác mà bên em không có cái chương trình quà tặng này thì là các bác cũng thông cảm. Trong cái video này em cũng nói rõ là em sẽ chỉ tặng cho 10 bác khách hàng đầu tiên nhé. Đến bác thứ 11 là các bác sẽ không còn cần quà tặng nữa. Còn về giá của cái sản phẩm này, nguyên một combo như thế này, các bác có một máy này, hai pin, một sạc, một khẩu mỏ bu lông 22, một dây đeo bột đựng. Em gửi tới tay cho các bác giá 900.000 đồng. Bên em miễn phí vận chuyển trên toàn quốc. Và hàng tới nơi các bác được kiểm tra hàng trước khi nhận hàng, cho nên là các bác yên tâm. 10 bác khách hàng đầu tiên thì sẽ nhận được cái thêm cái phần quà, đó là một chiếc mũi khoan đa năng xuất nhập chuôi lục giác và một cái đầu chuyển vít như thế này. Còn từ bác thứ 11 trở đi thì là sẽ không có phần quà tặng nữa. Cho nên là bác nào đang có nhu cầu thì các bác hãy nhanh tay liên hệ trực tiếp tới trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu cái dòng sản phẩm như thế này. Giá ngon bổ rẻ nha các bác nhá. Hàng ngon bổ rẻ, báo giá rẻ nhất thị trường cho các bác nhà mình. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây.
Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau. Bên em sẽ thường xuyên sẽ có những cái chương trình mà tri ân khách hàng và tặng hàng, tặng quà cho các bác mua hàng trong 10 bác đầu tiên. Cho nên là các bác cập nhật được video, các bác hãy nhớ là đăng ký kênh của bên em để các bác có nhiều cơ hội được mua hàng giá rẻ và được tặng quà và được miễn phí ship toàn quốc nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bác.